Mấy năm trước đây, có một người thanh niên ở Thẩm Quyến nghe được. Anh ta phát tâm làm một cuộc thí nghiệm. Buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật A-di-đà. Niệm 3 năm xem có giảng sanh tự tại chăng. Anh ta bế quan, nhờ cư sĩ Hướng Tiểu Lộ hộ quan. Đây là cư sĩ Hoàng Trung Sướng. Quả thật, niệm Phật được 2 năm 10 tháng, còn thiếu 2 tháng nữa mới đầy 3 năm thì anh ta giảng sanh. Không phải là hết thọ mạng, mà là anh ta không cần. Thật tuyệt, anh ta làm thí nghiệm để chứng minh cho chúng ta thấy. Tuy còn thọ mạng nhưng không cần, chỉ cần niệm đến công phu thành tiên, có thể giảng sanh bất kỳ lúc nào. Anh ta là người thời hiện đại, ngay trước mắt chúng ta làm chứng minh chúng ta. Khi giảng sanh, đoàn tượng hy hữu, lưu lại xá lợi. Hướng Tiểu Lợi xây cho anh ta một tháp xá lợi nhỏ trong khuôn viên của đạo tràng. Điều này không phải giả. Đó nghĩa là phát tâm bồ đề vô thường, nhất hướng chuyên niệm, anh ta đã thành công. Thông thường vì sao chúng ta không thể thành công? Vì tham sống sợ chết. Nếu chúng ta thành lập một đạo tràng, thiết lập một niệm Phật đường, niệm Phật suốt 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn, treo bên ngoài một tấm bảng nói niệm Phật 3 năm nhất định giảng sanh, như vậy thử xem có ai dám đến chăng? Trên tấm bảng này nói 3 năm là phải chết, họ có dám đến chăng? Tham sống sợ chết, cho nên không thể thành tựu. Tập khí phiền não của mình rất nặng, mà tự mình không hề hay biết. Cho nên chúng ta thấy có rất nhiều người nhập thức, nhập được 2-3 tháng thì âm thầm trốn ra. Đó là vì sao vậy? Vì họ chịu không nổi. Ở trong thức không có ai nói chuyện với họ, cho nên không có tính tâm kiên cố thì không dễ đâu. Cho nên chúng ta thấy có rất nhiều người nhập thức, nhập được 2-3 tháng thì âm thầm trốn ra. Đó là vì sao vậy? Vì họ chịu không nổi. Ở trong thức không có ai nói chuyện với họ, cho nên không có tính tâm kiên cố thì không dễ đâu. Cho nên... 3 năm. Nếu 3 năm mà vẫn không thể vãng sanh, là do bạn còn lưu luyến đối với thế gian này. Bạn không chịu đi. Nếu như bạn đối với thế gian này chẳng chút lưu luyến, khẳng định được vãng sanh. Dưới tầng 2 của chúng ta, trong kết duyên pháp bảo, chúng ta có một phần tư liệu. Một bé gái 10 tuổi vãng sanh. Cũng là niệm Phật 3 năm. Thì đứa bé 7 tuổi
Nghe ba của mình đọc kinh, cháu bé hỏi: "Ba đang đọc kinh gì?" "Là kinh A Di Đà." Cô bé liền hỏi: "Cái gì gọi là kinh A Di Đà?" Người ba liền đem Thế Giới Cực Lạc giới thiệu sơ lược cho bé. Sau khi bé nghe xong rất hoan hỷ, nói rằng: "Ba ơi, có một thế giới tốt như vậy, ba có thể dẫn con đi xem một chút có được không?" Người ba nói với cô bé rằng: "Ba không có năng lực này, vậy người nào có năng lực đó là A Di Đà Phật. Nếu con thật sự muốn đi, con hãy niệm A Di Đà Phật." Người bạn nhỏ này làm thật, niệm được 3 năm. Bỗng nhiên có một ngày, cô bé nói với ba của mình: "Cô bé đã nhìn thấy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đã nói với bé muốn tiếp dẫn bé đến Thế Giới Cực Lạc, nên bé yêu cầu bác của mình kêu những người bạn thân của gia đình họ đến tiễn bé vãng sanh." Người bé thật sự làm y như vậy. Có những người bạn thân nói rằng: "Lời của trẻ con mà anh cũng tin sao?" Có một số người lại nói: "Chúng ta cứ xem thử lời của người bạn nhỏ này." Khi đứa bé thật sự đã vãng sanh, cô bé nói một chút cũng không sai. Chúng tôi tin tưởng, trong thời gian 3 năm, niệm niệm không quên, mỗi ngày đều hướng về Thế Giới Cực Lạc, mỗi ngày đều nhớ đến A Di Đà Phật, bé làm sao không vãng sanh được chứ? Chúng ta niệm Phật hết một đời cũng không thể vãng sanh, chính là do trong tâm có tạp niệm, có vọng tưởng, có nhiều chỗ còn vướng mắc, tình chấp, nên sinh ra chướng ngại. Cho nên chân thật muốn vãng sanh, phải hoàn toàn bài trừ những chướng ngại này. Do đó chúng tôi tin tưởng Hải Hiền Lão Hòa Thượng của chùa Phật Lai, ngài 20 tuổi xuất gia. Vào các ngày xuất gia, sư phụ chỉ truyền cho ngài một câu A Di Đà Phật, dặn dò ngài cứ thế mà niệm tiếp tục. Người này là người thật thà. Thật thà, nghe lời, thật làm, ngài đều đầy đủ. Chân thành, thanh tịnh, cung kính, ngài cũng đầy đủ. Có điều kiện như vậy, 3 năm có thể không thành tựu sao?